chào cả nhà. Thì hôm nay thì Phúc đi ăn sinh nhật của một người, một đứa em tên là Nana Liu. Thì mọi người đang kêu Phúc cắt tóc, thì Phúc đang băn khoăn là Phúc không biết là Phúc cắt cái kiểu nào, nhưng mà trước khi cắt thì Phúc sẽ thử nghiệm để cái mái tóc của anh đang trường năm 2000 nha. Nay Phúc sẽ để hai mái. Phúc đang bắt chước anh Khoa Búp đó mọi người. Anh Khoa Búp mới vừa mua chiếc mẹt rất là đẹp nha mọi người. Thì khi mà đi mua xe thì anh Khoa có để mái hai mái rất là đẹp. Giờ Phúc bắt chước anh Khoa để hai mái vô ăn sinh nhật nha mọi người nha. Đi thôi. Bộ phim Đại ca A Tỷ mà anh mời em vô cái vai khách mời làm bạn gái nó trong phim phát hành vào ngày 1 tháng 8. Mọi người ơi, ở trong phim Na rất là ở trong phim Na rất là hiền nha mọi người. Na chỉ có rủ Bùi Anh Quốc ăn cắp tiền của ông già đi chơi thôi. Yêu người ta không có tiền để ăn cắp tiền của ông già ở tụi em là sao? Rồi cái quan trọng thứ hai, cái clip mà anh với em song ca với nhau được một tháng rồi, đã được 1.6 triệu lượt xem trên YouTube. Chia tiền cho mọi người. Thôi bây giờ không biết nói gì hơn. Anh xin chúc cho Nana Liu có một buổi tiệc sinh nhật thật là ý nghĩa, thật là hạnh phúc, và chúc cho em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Mọi người ơi, cho em chạm của em đi chạm mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Hôm nay em làm chủ cuộc chơi được không? Mình núi nghe mấy bạn kêu quá. Sếp chị lên chị hát cho em bài nào. Mọi người chuẩn bị bài hát đi. Em làm lễ xong nào mọi người phải gửi tặng cho em như cùng bài tới. Thì đầu tiên thì em cảm ơn mọi người đã đến sinh nhật của em. Mọi người ơi, đầu tiên thì em cảm ơn tất cả khách mời đã đến sinh nhật của em ngày hôm nay. Thật sự em kể với mọi người là em chỉ có mời 35 khách thôi, nhưng mà mọi người đến rất là đông, và hiện tại em 5 bàn và hơn 50 người nè. Em cảm thấy rất là vui khi mọi người đã có mặt đông đủ, và có những anh chị em không gửi thiệp nhưng mà đến chúc mừng thì em cảm thấy rất là cảm động luôn. Người nào không đi có thiệp mà đấy và thì tôi nè. Mẹ ơi, người mà đã cắt ruột đẻ ra Na thì Hiếu Văn Ba thì cũng hơi buồn, nhưng mà mẹ đại diện lên đây thì con cảm ơn mẹ đã sinh con ra để con có ngày hôm nay và có được những người bạn rất tốt và anh chị, những người yêu mến con, cũng như là công việc mà hiện tại con đang có, và cái những cái thành công mà con có được ngày hôm nay thì cũng nhờ mẹ hết. Thì mẹ ơi, mẹ có gì muốn nói với con thì con mời mẹ lên đây ạ. Ai dẫn mẹ em lên đây giùm em cái, mẹ không lên mà không đi lên luôn. Anh Đình Viên, anh đẩm mẹ em lên giùm em cái. Chú để phụ. Rồi, mấy hôm nay là mẹ chị
lấy cái tiệc sinh nhật này ra để làm cái cớ để xin phép mẹ cho phép tụi con được yêu. Tại vì mấy tháng vừa qua tụi con yêu nhau mà không được công khai và còn giống như là đang ngoại tình đó mọi người. Ngoại tình mà còn được công khai chứ tụi em không được chụp hình chung hay bất cứ. Nhưng mà hôm nay tụi con xin phép mẹ mẹ cho tụi con một câu trả lời. Nãy như vậy là chụp cả anh ơi. Ôi, vỗ tay mọi người. Mày từ từ bị suy nghĩ lại đã. Cho mày nói lại, từ từ bị suy nghĩ đã. Tại vì cái này nó quá kiểu như là đối với mẹ là rất là kiểu như là bức xúc. Tại vì những cái chuyện vừa qua là nó đã quá làm nặng gia đình rồi. Mẹ rất là kiểu như là không bao giờ mày nói được. Cho nên bây giờ tụi con để thông cảm cho mẹ, để cho mẹ bị suy nghĩ đã. Nếu mẹ nói thế thì con đã cảm ơn. Con lời lời nói thương mẹ. Cố lên. Cảm ơn mọi người. Anh xuống tay. Ừ, hàng phúc. Không, không, không. Anh phải đang phúc mà. Đang phúc. Đúng. Cái gì vậy con nhỏ đang phúc. Đang phúc giới thiệu tất cả mọi người nha. Ai đang ai phúc đâu? Mọi người, mình là Jason. Chào mừng mọi người đến với kênh của anh Phúc Tâm Tích. Kênh tên là gì? Đâu phải. Bàn phúc. Em phải nói thì mày kỳ không? Mọi người ơi, sinh nhật á, đã chỉ có 6 vàng thôi nhưng mà 15 youtuber là đang quay. Để tôi không có quay nha, tôi là một người lịch sự, từ đây tới sinh nhật la tôi không quay nha, tôi không biết gì hết nha. Xin lỗi, em lên làm tiền. Mọi người đừng có làm như vậy nha, sinh nhật của người ta mà tự nhiên tới quay đồ úp lờ. Bây giờ tôi chỉ quan tâm là cái máy camera của Na nó nằm ở đâu đây đúng không? Tôi có cái gì mà đấy rồi. Đây với đây là máy. Rồi đây nữa. Em là tâm điểm nhưng mà tâm điểm này là anh quay là kỷ niệm nha, không ốp YouTube nha. Đó, đó. Quay không có đi mọi người ơi, Nana Liu sẽ có một vai trong phim của Phúc, cũng là đại ca tỷ. Nana Liu sẽ đóng cái vai bạn gái của Phúc. Đây là đàn em của Phúc biết rồi người. Cánh tay phải của Phúc biết, cánh tay trái của Phúc biết. Em xin một vai. Vút em bài kiểu mà giống như là em giống như là da em vút một cái là nó chích nhất là chỗ đó. Mày quay nhiều có biết gì đâu. Em thích đóng cái da mà em vút một cái. Đúng rồi. Rồi ok. Em vút nha, chứ không phải là cái đê đó nha. Vút là sao anh chưa hiểu? Đấm hả? Ừ, em ra dụng cầm mã tấu ra giống như Trần Hồ Nam vậy. Gọi em chém tấm thằng đi cho nó nhìn nó giống anh Hùng. Bây giờ mà em chém một thằng rồi coi em thấy quá bình thường. Rồi ok, bây giờ như vậy nè, cái vai này của em là vừa có chém mà vừa có hành động. Cái cảnh đầu tiên á là em cầm mã tấu em nhảy từ đầu ba nhảy xuống. Đầu ba nhảy xuống xong rồi em chém tám thằng đó chưa? Rồi xong rồi cái là ví dụ nhưng mà em nhảy xuống. Ừ. Rồi cái đó là có kỹ xảo gì không? Không, em phải tự nhảy. Em tự nhảy. Đúng. Dù đâu? Không có dù, em cứ nhảy bình thường đi. Em cứ dọn đâu nha. 15 chai cho cái cảnh quay đó. 15 chai đi. Đủ tiền dập diện đi đâu nội, cho đủ tiền mới. Cậu đang 15 chai gì? 15 triệu. 15 triệu. Anh tính rồi. Anh tính rồi. Cái tiền nhập viện 1 tháng với lại cái chim đó là có. Mọi người thấy không? Có đủ lên những vai này không? Nếu mà đủ những vai này thì mọi người comment bên dưới để cho Jay xin những cái vai này nha. Tốt. Tới người 100 triệu. Đúng rồi, đúng rồi. Em phải cái sự quen quá quen rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng mọi người ơi, mình không có YouTube nha. Đâu nói gì? Mọi người đừng quên hết, mình không có YouTube, mình chỉ để làm kỷ niệm thôi. Mọi người tiếp lên nhé.